Chả là hôm họp giao ban em có mang nước chè vào thì thấy chú Hiếu phó giám đốc nói là thế sắp xếp lại chỗ ngồi. Cái phòng biên tập thì chật, phòng này thì rộng, có mỗi mình bác ngồi, vừa phí diện tích lại vừa phí tiền điện. Bác ơi, bác cứ vào đi, em dọn một loáng là xong ngay thôi. À mà này, bác có uống nước chè không? Để em đi xin nước sôi. Chứ cái ấm điện ở phòng này á, phòng hành chính cứ ta lấy đi rồi. Em vừa đi làm vừa bán hàng online mệt lắm rồi, bây giờ lại thêm khâu chuẩn bị sẵn thức ăn nữa, cho em ốm á. Em cứ làm như bình thường, công việc nhà mình em làm anh ngồi chơi không bằng ấy. Với cả là ngày mai bố đi chơi cả ngày rồi, đã phải làm gì đâu. Thế còn ngày kia và cả những ngày sau nữa. Nghĩ thôi thấy cuộc đời tối tăm rồi. Có mỗi cái việc làm thêm đồ ăn cho bố thôi mà em cứ làm như là hành xác lắm không bằng. Chứ sao, mà anh cũng phải nói với chị Thu đi. Bối chung, chị cũng phải có trách nhiệm. Em cứ mở mồm ra là tiền. Thế không có tiền anh sống được không? Một mình em đi làm không cáng nổi đâu. Bố ạ? Bố ạ. Bố về sớm vậy ạ? Sao bố không gọi con? Con vừa ở nhà ngoại, cũng tiện đón bố luôn. Chưa hết giờ làm à? Không đi làm à?